chào các bạn đến kênh lời sự sống đạo tin lành kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ đức chúa trời à, thì giờ dự tiệc thánh của chúng ta hết sức là phước hạnh các môn đồ đã nhận bánh và chén trong lễ thể thánh đầu tiên mà chúa jêsus thiết lập trên đất này sau đó họ ra đi họ vươn ra họ ra khơi và họ làm cho sống nhiều cuộc đời trên đất này, họ đem sự sống tình yêu của Chúa loan tỏa ra có thể nói khắp tinh cầu này, làm cho nhiều cuộc đời được sống lại. À, đó là chủ đề mà tôi muốn gửi đến quý anh chị em buổi sáng ngày hôm nay, làm cho sống. Chúng tôi vừa có một uh, chuyến đi uh, cầu nguyện tuần hành bằng ô tô từ uh, miền Bắc đến miền Nam, cỡ khoảng hơn chục ngày nay, ghé qua nhiều tỉnh thành uh, thăm một vài địa điểm và đặc biệt là thăm một vài cái trại cai nghiện, trung tâm cai nghiện trong nhà của Chúa. À, và chúng tôi à, phát hiện một điều, à, càng gần đây thì cái cấp độ mà ma quỷ Satan nó giận hoảng đến để cướp, giết, hủy diệt con người, nó càng tăng cao. À, có những em nhỏ 11, 12 tuổi mà nghiện game mà không ăn, không ngủ, không tắm cả tuần rồi, gầy gò, xanh sao? và nó yêu một cái hình nộm gì đó trên game nó mê mẩn có 11 12 tuổi thôi á. Rồi buổi đêm ma quỷ nó làm và em nó sợ có rú lên co rú người lại như thế này. Rồi có những uh, chú những anh nghiện rượu mà chỉ có uống một chén rượu rồi. mà cái tay run lẩy bẩy lẩy bẩy như này. Đầu óc không còn minh mẫn nữa như đáng phải được khôn ngoan. Rồi có những trường hợp mà chơi ma túy đá và ngáo đá ngã từ tầng 2 xuống. Cái lan can tầng 2 đang như thế này và họ đi họ đi vào không gian không khí rơi đột xuống đất một cách vô thức rồi cầm dao cầm kéo để đâm lại hứa cổ người thân của mình hoảng loạn một cách kinh khủng tôi gặp một vài trường hợp và tôi quan sát cứ đến cái giờ đó cỡ khoảng 10 giờ sáng là bắt đầu nói làm nhảm và ma quỷ dường như nó cài đặt một cái lập trình trong cái trong cái tâm thức của người đó ngày nào cũng vậy cứ 10 giờ là bắt đầu lên cơn giờ trứng có cái gì đó nói làm nhảm và nếu chúng ta quan sát thế giới chúng ta đang sống đó thì đồng cốt bói khoa tà thuật gọi hồn càng ngày càng ngày nó càng lộng hành dường như thế giới loài người chúng ta bị một quyền lực siêu nhiên nào đó cám dỗ để làm cho chúng ta mê muội à, gần đây thì có một loại ma túy gọi là ma túy cá sấu các bạn trên biết cá sấu là cái con con cá ăn thịt người và ma túy cá sấu này nó mệnh danh là ma túy cá sấu bởi vì nó khi cái người chơi ma túy đó nó ăn dần ngón tay, ăn dần ngón chân, ăn dần mắt, ăn dần mũi và dần dần nó giống như là bệnh phung, bệnh hủi, bệnh cùi đó. Nó làm mất mắt, mất chân, mất tay dần dần. Rất là kinh khủng, rất là kinh khiếp. Và trong sách Khải Huyền thì lời Chúa nói rằng sẽ đến một thời kỳ mà ma quỷ nó được thả ra và nó tiếp tục cám dỗ sàng sảy con người. Sẽ đến một thời thời kỳ giai đoạn đó. Tôi có cảm giác có một vài hình bóng của con ma con quỷ ma túy đã được thả ra nó đang giận hoảng cướp giết hủy diệt con người tôi không biết ở trong hội thánh uh, văn thánh bắc này trong gia đình uh, dòng họ chúng ta có những ai bị stress không có những ai mà bị tự kỷ không có những ai mà thích ngồi trong bóng tối không thích co mình không có tiếp xúc và thích ở phòng riêng không có quá nhiều người uh, bị uh, ma quỷ ức hiếp bắt nạt chúng ta cùng nhìn vào một đoạn kinh thánh uh, ở trong sách mát đoạn 5 buổi sáng ngày hôm nay một người đàn ông điên loạn bị quỷ ám ma ám nhưng mà Chú chúa giêsu đã đến chạm vào cuộc đời của người này và làm cho người này sống lại chúng ta cùng xem lời của chúa tôi xin phép đọc lời của chúa mác đoạn 5 từ câu 1 đức chúa giêsu cùng môn đồ qua bờ biển bên kia trong miền jerash ngài mới ở trên thuyền bước xuống tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra trước mặt ngài người thường ở nơi mồ mả dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm không ai có sức trị được người cứ ở nơi mồ mả và trên núi ngày đêm kêu la lấy đá đánh bầm mình à, anh tự chỉnh cái này được người thấy đức chúa giêsu ở đằng xa chạy lại sắp mình xuống trước mặt ngài mà kêu lớn rằng hỡi đức chúa giêsu con đức của trời rất cao tôi với ngài có sự gì trắng Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng mày tên gì? Thưa rằng tên tôi là quân đội vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và tại chỗ đó trên núi có một bầy heo đông đương ăn, các quỷ cầu xin Ngài rằng xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bục cao vụt đâm đầu xuống biển, có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Những người ấy thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho và phán rằng hãy về nhà người, nơi bạn hữu người. Mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho người. Và Ngài đã thương xót người cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolo những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Quý ông bà anh chị em, ở trong thế giới chúng ta có 3 dạng linh, một là ác linh, hai là thiện linh, ba là nhân linh. Tôi nói lại, ở trong cõi vũ trụ chúng ta đang sống có ba dạng linh, một là linh thiện, hai là linh ác, ba là linh của con người chúng ta. Linh ác là Satan cầm đầu, và dưới cái linh ác đó là những quỷ sứ Những tà ma nhỏ hơn Và Satan là giáo chủ Đó là ác linh Linh thiện Thánh thiện Ba ngôi đức của trời là thánh thiện Và ở bên dưới ngài có hàng ngàn muôn ngàn thiên sứ thánh Đang thờ phượng chúa ở trên thiên đàng Đó là những linh thánh linh thiện Và có một linh nữa đó là linh của con người chúng ta Là nhân linh là tâm linh của chúng ta Thật ra cũng có ba dạng giấc mơ Một giấc mơ đến từ chúa Một giấc mơ đến từ Satan ma quỷ Và một giấc mơ đến từ linh của chúng ta trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 3 Khi con người chúng ta mệt mỏi lo lắng ắt sinh chiêm bao Có những cái giấc mơ mà Nó cứ lan man lan man không đi đến đâu cả Khi chúng ta mệt mỏi chúng ta sốt Chúng ta cảm thấy người nó mê mê mẩn mẩn Đó là cái linh của chúng ta Nhưng mà có những cái giấc mơ mà Khi chúng ta bị bóng đè đó mà chúng ta cảm giác như có con quỷ nó bóp cổ chúng ta Chúng ta dãy chúng ta không thở được ngộp thở Mà khi chúng ta thức dậy đó Mồ hôi toát ra và cảm thấy rất là mệt mỏi đó Cái giấc mơ đó đến từ ma quỷ satan còn cái giấc mơ mà đến từ chúa đó thì làm cho linh hồn chúng ta thức dậy rất là khoan khoái rất là bình an rất là khoái lạc con người chúng ta cũng có ba phần phần linh phần hồn và phần thân trên thế giới này cũng có ba nhóm người một nhóm người thuộc về satan một nhóm người thuộc về thần linh của chúa dẫn dắt và một nhóm người sống theo tư dục nhục dục của xác thịt trong sách mác đoạn 5 này mô tả về ba hạng người như thế cái người đầu tiên là người bị quỷ ám, bị con quỷ bị ma nó ám, ma đưa lối quỷ đưa đường. Cái người thứ hai đó là người đã được Chúa giải cứu, được Chúa giải phóng và Thánh Linh của Chúa dẫn dắt cuộc đời của người đó. Và một nhóm người thứ ba, một lát nữa chúng ta sẽ thấy, một nhóm người sống theo tư dục nhục dục của xác thịt ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Hãy nhìn với tôi vào câu số 2. Khi Chúa mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám, tà ma ám khi cái thánh dùng cái từ tà ma ám có nghĩa là ma quỷ nó chiếm hữu 100% con người này ám cả linh cả hồn và cả thân nó kiểm soát hoàn toàn con người này đã bao giờ anh chị em nhìn thấy một người điên cởi chuồng đi lang thang nhặt rác ăn ở ngoài đường không đó là người bị tà ma ám tôi không tin rằng trong căn phòng này có ai bị tà ma ám cả bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì cái linh của chúng ta, nhân linh của chúng ta thuộc về thánh linh của Chúa cho nên ma quỷ nó không thể ám chúng ta được, nhưng ma quỷ nó có thể bắt nạt chúng ta ở phần hồn. Ma quỷ nó có thể ăn hiếp, ma quỷ nó có thể làm nhũng nhiễu và ma quỷ nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta làm chúng ta lo lắng và sợ hãi. Còn linh của chúng ta thì không thể bị ám được bởi vì linh chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Christ. Ở trong uh, những uh, trung tâm cai nghiện mà tôi uh, ghé thăm, tôi làm việc tôi được biết đó, thì cái người mà gửi con em của họ đã từng tin chúa rồi mà bị ma quỷ nó bắt nạt ăn hiếp và sa ngã lại thì khi những người đã, đã từng tin chúa rồi thì cái tỷ lệ được phục hồi được tái tạo được hồi sinh nó nhanh hơn là một cái người bị ám điên loạn hoàn toàn mà chưa biết gì cả bởi vì <laughs> nếu một người mà hoàn toàn không biết gì cả linh hồn thân đó thậm chí chúng ta giảng lời chúa cho họ mà họ không có hiểu gì đó là chúng ta thất bại bởi vì dường như tất cả những gì chúng ta nói họ đều chảy ra ngoài hết không có không có thẩm thấu vào linh hồn của họ chỉ có một uh, phương pháp duy nhất để cảm ơn một sư sang để xử lý satan ma quỷ anh chị em biết không satan ma quỷ không sợ xiềng xích satan ma quỷ không sợ bị nhốt vào trong tủ satan ma quỷ không sợ đánh đấm không sợ chúng ta la hét không sợ chúng ta làm bất kỳ một cái gì nhưng mà satan ma quỷ nó sợ một điều đó là nó sợ danh của Chúa Giêsu. Bởi vì trong sách Mác đoạn 6, 16 câu 17, kẻ nào tin đến danh Chúa lấy danh của Chúa mà trừ quỷ. Cho nên ma quỷ Satan nó sợ danh của Chúa lắm. Câu số 3, số 4, số 5, Kinh Thánh mô tả một người đàn ông điên cuồng đến từ nơi mồ mả Lấy đá đánh bầm mình Chảy máu 3 mét từ đầu cho đến chân Không ai xiềng xích được cả nhiều lần người tháo cùm và bẻ xiềng Ngày đêm la ó chạy ngược chạy xuôi Mô tả một tình trạng điên loạn của người đàn ông này Và anh chị em hãy nhìn với tôi về câu số 9 Chúa giêsu -xu hỏi cái con quỷ đó Chúa giêsu -xu không hỏi người đàn ông này Mà Ngài hỏi con quỷ đó Mày tên là gì? Và cái tà linh đó thưa rằng tên tôi là quân đội Bởi vì sao là quân đội? Vì chúng tôi đông Một quân đội quỷ Ở trong con người này Không phải một con Quý vị biết nhân vật Marie Madeleine không? Có 7 con quỷ Nó hạ ma Một con đã chết rồi 7 con Mà đây là một quân đội quỷ Nhiều lắm Nếu chúng ta đọc xuống câu số 12 Thì mô tả rằng các quỷ Câu số 15 Thì mô tả là nhiều quỷ Rất nhiều quỷ ở trong con người này Và đây là một linh ô uế Bởi vì câu 3, 4, 5 nói rằng Linh ô uế bẩn thỉu này Đến từ mồ mả Đến từ nghĩa trang Đến từ nghĩa địa chúng tôi tiếp xúc với một vài tà linh như thế anh chị em biết là khi họ đưa con em của của họ đến trong nhà của chúa để cai nghiện đó người thối lắm người hôi lắm người bẩn lắm người ô ấy giống như mới từ mồ mả nghĩa trang lên đấy và không có chịu tắm cho nên chúng tôi ép vào trong nhà vệ sinh tắm đi đổ xà phòng chát xà bông lên người săn siêu rồi thơm phức luôn mà bước ra ngoài vẫn thối chúng tôi lấy xin lỗi là lấy, lấy lấy, cái lăn lách của của đàn ông ấy lăn vào lách vẫn thối tắm đi tắm lại thì vẫn thối rõ ràng nó không phải tuyến mồ hôi mà nó là một cái linh ô uế và anh chị em biết không một vài ngày sau chúng tôi cầu nguyện và những người đàn ông nó ngã vật ra đất và trườn 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 thế này cái linh nó xuất ra khỏi con người này anh chị em biết không người thơm ngay lập tức ngay lập tức không còn ngửi thấy mùi thối nữa trong sách mát đoạn 5 mô tả đây là người có linh ô uế đến từ nơi mổ mả thối thả và đây cũng là linh bạo lực nữa anh chị em ạ à. ở trong câu số 5, câu số 4, nhiều lần người bẻ xiềng và tháo cùm linh này linh bạo lực hung dữ lắm nhá không ai kìm kẹp được đâu à, có một vài à, à, các quý cô rồi các chị em đến thăm trung tâm cai nghiện à, nam của chúng tôi chúng tôi phải phải tạm nhốt một vài những cái người mà chưa ổn định bởi vì nhiều khi nhìn thấy nữ đó nhảy ra lao ra vào vồ cũng hơi hơi dữ cho nên là nhiều khi cũng phải phải cẩn thận cái điều đó. <laughs> cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ răng nhất đoạn 5 câu 19, không chỉ là những người nghiện rượu, nghiện game ma túy nhá. Mà ngay cả chúng ta là những người đã từng tin Chúa rồi Mà nếu chúng ta không có mối quan hệ đúng đắn với Chúa Rất dễ chúng ta có nguy cơ ma quỷ vẫn bắt nạt chúng ta Ma thiêu đoạn 4 Kinh Thánh mô tả 3 lần ma quỷ Satan tấn công Chúa Giêsu và ba lần Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải nhỉ nhờ bánh mà thôi có lời chép rằng người ta chỉ được phép thờ phượng một mình Đức của Trời mà thôi như vậy thì điều đầu tiên đó ma quỷ sợ danh của Chúa điều thứ hai ma quỷ sợ lời của Chúa danh của Chúa và lời của Chúa khi chúng ta vung gươm ra có lời chép rằng thì ma quỷ nó sợ lắm anh chị em một lần nữa tôi muốn anh chị em chú ý đến Câu số 5 Người này cứ ở nơi mồ mả à? Ô uế bẩn thỉu Chúng ta đang suy nghĩ về môi trường ô uế Mất vệ sinh bẩn thỉu Nhưng tôi suy nghĩ xa hơn đó là Một bầu không khí ô uế Một bầu không khí luân lý đạo đức suy đổi Ngày hôm nay có những đứa con Sẵn sàng chôn sống cha mẹ mình Để lấy gia tài của cha mẹ có những người cha hãm hiếp con gái ruột của mình Quá là ô uế và bẩn thỉu Có những con người mà họ Họ cười cợt vui thỏa khi họ làm ác Và họ càng nghĩ ra cái điều làm ác mới thì họ càng thích Rất là ô uế Câu số 15 mô tả người đàn ông này khi đã được giải cứu rồi Thì câu số 15 mô tả là lúc đó người này mới ngồi Còn trước đó không ngồi Lúc đó người này mới mặc quần áo Còn trước đó có lẽ là Trần Chuồng không mặc quần áo. Ngày hôm nay chúng ta có thừa tiền để mua quần áo. Nên có khá nhiều người lại mặc quần áo thiếu vải. Tôi không biết đây là dạng linh gì nữa. À, chúng ta khó xem trên Internet, báo chí, TV, truyền hình. Dường như khó có một cái bộ phim nào mà không có ảnh khỏa thân và sexy ở trong đó. Có phải vậy không? Dường như ma quỷ Satan nó trá hình, nó cài đặt cái linh ô ấy của nó vào Internet, báo chí, truyền thông rất là nhiều. Ảnh khỏa thâm, khiêu dân, vân 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 vân. Câu số 15 mô tả người đàn ông khi được giải cứu thì trí khôn mới bình tĩnh trở lại. Còn trước đó là loạn thần, loạn trí, mất trí. Tôi không biết trong miền Nam thế nào. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc đó, các nhà thương điên, những bệnh viện tâm thần, thần kinh luôn luôn quá tải, full. Bởi vì càng ngày càng nhiều người bị mất trí bị điên loạn thần kinh có những bệnh viện chế ra một cái khoa riêng chỉ để áp dụng uh, cho cai ma túy đá mà thôi bởi vì loạn thần loạn trí càng ngày càng ngày nhiều người bị stress trong công việc rồi bị tan vỡ gia đình vân vân cũng đến để nhờ bác sĩ tâm lý tôi uh, tôi không có ý nói rằng tất cả những người đến bệnh viện thì đều bị tà linh có những người đến thì vì bệnh thể lý, bệnh tâm lý, vật lý, sinh lý gì đó Nhưng mà nhìn chung đó thì tôi nghĩ rằng cái thế lực siêu nhiên vô hình của ma quỷ Càng ngày càng ngày nó càng kiểm soát con người một cách kinh khiếp hơn Câu số 3 mô tả rằng không ai cột trói được cái tà linh này đấy Xiềng sắt cũng không cột trói được Chúng tôi nhớ một cái ca cầu nguyện đuổi quỷ ở ngoài miền Bắc thì cái nhà nông thôn có cái mái ngói và dựng cái cột xà gỗ cột xà ngang đấy trên là cái mái ngói và khi chúng tôi cầu nguyện đuổi quỷ cho một cái anh chàng đó thì nó cứ chạy quanh nhà và chúng tôi ghi xuống để để cầu nguyện thì nó nhảy phóc một cái từ cái sàn nhà này nhảy nhảy không có bám vào đâu hết từ đất này nhảy phóc cái lên tôi đoán phải khoảng 3 mét tôi thấy cái sức mạnh kinh khủng của tà linh rồi sau đó anh chị em biết là biết gì điều gì không cái tà linh đó nó nhảy ngang ở trong không khí này, này. nó trêu người chúng tôi không có một cái gì đỡ cả nó cứ phe phẩy phe phẩy khoảng độ 30 giây rồi sau đó nó mới rơi xuống đất Tôi không bao giờ nghĩ một người bình thường có thể làm thế được Ngay trước mắt chúng tôi Nó dãy đành đạch, nó trợn mắt ra, nó treo ngươi Khi mình mình cầu nguyện đuổi nó Rất là hung dữ, rất là bạo lực Tạ ơn Chúa cái người thanh niên nó bây giờ được giải cứu rồi Nhưng mà Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giấy lên nhiều những đầy tớ của Chúa được ơn trong lãnh vực này Để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ ức kiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa bởi vì bản chất của Satan ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt Và chúng ta không thể lấy xiềng xích bình thường được Chúng ta phải lấy danh của Chúa Giêsu Christ để cột trói nó Câu 6 và câu số 7 Chúa đối diện với người đàn ông bị quỷ ám này Anh ta thấy Chúa ở đằng xa Anh ta chạy lại sấp mình xuống trước mặt Chúa Và anh ta kêu lên rằng Hỡi Đức Chúa Giêsu con nước của trời Tôi với Ngài có sự gì chăng Tôi muốn quý vị chú ý cái cụm từ đó Ma quỷ nó nói với Chúa rằng là tôi có liên quan gì đến ngài đâu. Tôi với ngài có sự gì chăng? Ngày hôm nay nhiều người cũng nói cái giọng điệu của ma quỷ đó. Tôi chả liên quan gì đến Chúa cả. Tôi là người có tiền, Chúa dành cho người nghèo, tôi có liên quan gì đến Chúa đâu? Tôi là người có tri thức, Chúa dành cho người ít học, tôi với ngài có sự gì chăng? Tôi là người đàng hoàng tử tế chỉ có mấy người nghiện ma túy xì ke mới cần Chúa, tôi không cần Chúa tôi với ngài có sự gì chăng tôi muốn nói với quý ông Mài, anh chị em tất cả chúng ta đều có một cái gì đó liên quan đến chúa nếu chúng ta không muốn liên quan đến chúa ở đời này thì đời sau chúng ta sẽ phải liên quan đến chúa philip đoạn 2 câu 10 11 chép như vậy sẽ đến một ngày mọi đầu gối ở trên trời dưới đất và bên dưới đất phải đều quỳ xuống và mọi lưỡi phải xưng nhận chúa Jesus christ Ngày nay có hàng ngàn người, hàng triệu người đi ngoài đường chưa xưng nhận Chúa Giêsu Christ thì sẽ đến một ngày lưỡi của họ sẽ phải liên quan đến Chúa. Sẽ đến một ngày đầu gối của họ sẽ phải quỳ xuống trước ngai phán xét của Chúa và tất cả tạo vật của Chúa đều liên quan đến Chúa. Câu số 8. Chúa phán với tà ma này, hãy ra khỏi người này, ngài truyền lệnh, ngài ra lệnh cho nó ra khỏi người này, anh chị em trong đoạn Kinh Thánh này rất là thú vị, con quỷ nó dâng lên Chúa ba lời cầu nguyện. Ma quỷ Satan nó dâng lên Chúa ba lời cầu nguyện trong phân đoạn Kinh Thánh này, thứ nhất câu số 7, hãy nhìn với tôi, câu số 7, nó kêu lên và nó nói rằng tôi nhân danh Đức Chúa Trời khẩn cầu Ngài. Nó cầu xin Ngài đấy. Xin đừng làm khổ tôi. Tôi thấy ma quỷ nó cầu nguyện khá bài bản. Tôi nhân danh Đức Chúa Trời Khá đúng giáo lý Thậm chí còn hơn một vài người ở trong căn phòng của chúng ta <laughs> Hẳn hoi đúng cách quy củ Nhân danh Đức Chúa Trời cầu cầu xin đừng làm khổ tôi Thứ hai anh chị em nhìn tôi câu số 10 Nó dâng lên Chúa lời cầu nguyện thứ hai Nó xin Chúa đừng đuổi nó ra khỏi cái miền đó Ma quỷ chỉ có từng lãnh địa, lãnh thổ trong từng vùng miền của nó thôi Ma quỷ nó không toàn tại như Chúa Ma quỷ nó có thể có tại ở chỗ này mà ở chỗ khác nó không có nó Cho nên nó có từng cái lãnh thổ, lãnh địa, vùng miền Còn Chúa của chúng ta là toàn năng ở đâu, toàn tại ở đâu cũng có Ngài Chúng ta cần phải cầu xin trong câu số 12 Nó cầu xin Chúa cho nó nhập vào bầy heo Nó dâng lên Chúa ba lời cầu nguyện Ma quỷ nó ngay lập tức nó nhận biết Chúa Ma quỷ nhận biết Phao-lô và ma quỷ cũng biết bảy con trai của Seva. Nó biết người nào thuộc về Chúa và đâu là người giả tạo, nó biết. Ma quỷ biết Chúa có quyền năng trên nó, ma quỷ biết Chúa có thể ném nó xuống hồ lửa và địa ngục, cho nên nó cầu xin với Chúa đừng làm khổ nó. Trong câu số 7 xin đừng làm khổ nó trước kỳ, xin đừng quăng nó xuống hỏa ngục, xin cho nó chúng nó nhập vào bầy heo. Còn hơn là ở dưới hồ lửa Còn hơn là ở dưới địa ngục Và anh chị em biết điều gì xảy ra không? Chúa giê -xu nhận lời cầu nguyện của ma quỷ Chúa cho phép ma quỷ Bọn nó không muốn xuống đó Vừa rồi ở Bình Dương Cháy một quán karaoke chết ba mươi mấy người đúng không quý ông mà anh chị em Trước đó ở Hà Nội cũng vậy đó Cũng quán karaoke cháy Và ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khi vào cứu hộ cũng bị chết và trước đó nữa cách đây vài tháng đó Thì ở Hà Nội liên tiếp xảy ra một vụ cháy Có cái vụ cháy mà chết 5 người liền đó Ở Kim Liên Phượng Ngọc Thạch đó Trong đó hội thánh AC trên chúng tôi có hai tín đồ Bị chết cháy trong 5 người đó Một đêm Trong một căn nhà khóa cửa không ra được Lửa bùng lên 5 người Mẹ, hai con Một cháu và con dâu bị chết Có hai tín đồ hội thánh chúng tôi Tôi bị ám ảnh gần một tuần không ngủ được và tôi cứ hình dung Khi lửa nó cháy mà không tìm được chìa khóa Không mở được ra sợ khói mù mịt như vậy Và la hét điên loạn trong cái đám cháy Rồi chết Khiếp lắm anh chị em Tôi không hình dung là cái cảnh nó kinh khủng đến những mức độ nào Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn rằng là hồ lửa sẽ kinh khiếp hơn chứ Chắc chắn là địa ngục sẽ kinh khiếp hơn chứ Đến ma quỷ nó cũng sợ địa ngục Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em Tránh hồ lửa địa ngục kính sợ Chúa, run rẩy sợ hãi để làm nên sự cứu rỗi của mình. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời cầu nguyện thứ hai. Lời cầu nguyện thứ nhất là lời cầu nguyện của các quỷ xin cho nhập vào bầy heo. Và chúng ta cùng xem tiếp với tôi câu số 14 này. Khi Chúa cho phép nhập vào 2.000 con heo, con hai con heo nó chết, lao xuống dưới biển, chết chìm 2.000 con heo. Thì những kẻ chăn heo, câu số 14, nó mê đồn cái tin này ra. Và mọi người đổ đến để xem Ai cũng biết cái tin rằng là quỷ nó nhập vào 2.000 con heo chết đó Và người này được giải cứu, người quỷ ám được giải cứu Sợ lắm, họ sợ lắm Câu số 16, cái tin này đồn ra tiếp, đồn ra tiếp Những người ấy thấy việc đó cứ thuật ra Và cái tin mà uh, mà cái người bị quỷ ám được giải cứu Và tà linh nhập vào 2.000 con heo nó đồn ra khắp cả cái xứ đó Thuật cho nghe, nhiều người nghe, nhiều người nghe Câu số 17, đây là lời cầu nguyện thứ hai này Chú ý lắng nghe này, quý ông bà anh chị em có một nhóm người nữa chúng bèn xin ngài xin ngài cầu nguyện với ngài đấy xin cái gì xin gì xin chúa đi ra khỏi lãnh thổ của mình một lời cầu nguyện rất là buồn và đây là lời cầu nguyện của những người chăn heo tại sao bởi vì họ sợ chúa tiếp tục làm chết heo của họ thôi chúa đi đi Tôi không cần biết cái người bị quỷ ám được lành hay không được lành. Mời Chúa đi ra khỏi đất của tôi. Mời Chúa đi ra khỏi lãnh thổ vùng miền của tôi. Đừng làm chết heo của tôi nữa. Những người này chỉ quan tâm đến kinh tế, đến tiền, đến bầy heo. Không hề quan tâm đến sự biến đổi thuộc linh. Có nhiều người nói rằng là sao Chúa phí thế để quỷ nó nhập vào 2.000 con heo. Sao Chúa không cho nhập vào gốc cây, gốc đá. Ấy? Sao không cho nhập vào... À, bờ ao bờ suối nhập vào biển mà tại sao cứ phải giết chết 2.000 con heo quá phí ở trong miền Nam bao nhiêu tiền một ký heo ông mà anh chị em một tạ heo là cũng tương đối tiền đấy chứ nhở một trăm con heo là cũng tôi tôi tôi, tôi, tôi chưa kịp tính nhưng mà tôi nghĩ rằng 2.000 con heo này <laughs> có lẽ sẽ nhiều tỷ chứ không phải ít đâu mà tại sao chúa lại lại phí quá tôi nghĩ thế này anh chị em ạ à? Thời đó và bây giờ không khác gì nhau Có nhiều người không tin có ma quỷ Cả thời đó đến bây giờ có nhiều người không tin Làm gì có ma, làm gì có quỷ Và Chúa phải cho một minh chứng Cái tà linh nó xuất ra, nó nhập vào bầy heo cho người ta nhìn thấy Này, có quỷ, có ma nó ra này Nhìn thế này, nó xuất vào bầy heo này Để cho người ta tin rằng có ma, có quỷ Chúng tôi cầu nguyện có những ca mà 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 ngã vật xuống đất trườn như con rắn ấy Rồi sau đó người đàn ông đã đứng dậy và tỉnh táo một cách hoàn toàn Rõ ràng rằng là, là nhìn thấy sờ sờ không thể nói là không có ma có quỷ được. Điều thứ hai, Chúa cho nhập vào hai ngàn con heo để Chúa muốn nói với chúng ta rằng là hai ngàn con heo chứ hai triệu con heo hay là hai tỷ con heo cũng không thể quý bằng một linh hồn được Chúa giải cứu. Một linh hồn quý hơn cả thiên hạ có bao nhiêu tỷ con heo ấy nữa không thể so sánh được với một người được Chúa giải phóng có có quan điểm cho rằng cái miền đất này là miền đất Gerase ở trong câu số 1 là vùng đất của dân ngoại, có thể à, có một vài người Do Thái đã bất chấp luật của Chúa vẫn chăn heo, vẫn chăn lợn, bởi vì con heo là con vật ô uế và Chúa cấm trong thời kỳ Cựu ước. Nhưng có lẽ mấy người này vẫn cứ thích buôn lậu trái với luật của Chúa, cho nên Chúa cho nhập vào bầy heo. Đó là một vài quan điểm thôi. Nhưng tôi à, suy nghĩ đặc biệt là những người chăn heo này họ họ không quan tâm đến sự biến đổi thuộc linh anh chị em ạ. Điều mà họ quan tâm đó là money Họ dâng lên Chúa một lời cầu nguyện rất là tồi tệ Xin ra khỏi công việc của tôi Ra khỏi cuộc sống của tôi Xin để tôi yên Và theo anh chị em Chúa có nhậm lời không? Có chứ, đúng không? Nếu chúng ta đuổi Chúa đi Chúa đi chứ Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta mà Nếu chúng ta thấy khó chịu mà chúng ta nói Chúa ra khỏi cuộc đời của tôi Chúa đi chứ Chúng tôi có khoảng hơn 300 học viên đang cai nghiện ma túy, game, tâm thần tà linh, vân 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 rượu chè cờ bạc từ miền Bắc cho đến miền Nam. Và anh chị em ạ, à, ờ uh, hơn 300 học viên đồng nghĩa rằng hơn 300 gia đình có vợ có cha có mẹ. Chúng tôi thỉnh thoảng có những buổi họp uh, gia đình của các phụ huynh cai nghiện ở trên Zoom, ở trên Zalo và nói thật với anh chị em rằng không phải 300 người đó không phải gia đình nào cũng có tấm lòng đâu có những người gửi con vào trong nhà của chúa dường như nói rằng chúa phải có trách nhiệm giải cứu nó còn ngài đừng động đến cái bóp tiền của tôi chỉ đóng tiền ăn cho con một tháng thôi tháng sau mục sư lo trung tâm lo nó muốn sống chết nào việc của nó không không quan tâm và nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì tôi nghĩ là một lời cầu nguyện rất là buồn anh chị em ạ Chúa nhận lời cầu nguyện của những người chăn heo này. Chúa nhận lời cầu nguyện của má quỷ không? Có. Nhập vào hai ngàn con heo. Lời cầu nguyện những người chăn heo, Chúa nhận lời. Tôi muốn chia sẻ lời cầu nguyện cuối cùng trong câu số 18. Đây là lời cầu nguyện của người bị quỷ ám được giải cứu, được giải phóng rồi, được giải thoát rồi. Và lúc Chúa đang ở trong thuyền đó, thì người trước đã bị quỷ ám xin Chúa dâng lên Chúa một lời cầu nguyện, xin ở lại với Chúa để được phục sự Chúa, để được hầu việc Chúa, để được bước đi với Chúa, để được tôn thờ Chúa. Và anh chị em biết Chúa có nhậm lời không? Không nhậm lời. Chúa không nhậm lời của người bị quỷ ám đã được giải phóng xin ở lại với Chúa. Câu số 19. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho và phán rằng hãy về nhà ngươi, không được ở với ta nữa. Về nơi bạn hữu của nơi, về nơi cơ quan của nó của ngươi về nơi làm việc của ngươi về nơi họ hàng tông tộc của ngươi về nơi ngươi sinh sống để thuật lại để đồn ra những việc lớn lao mà ta đã làm cho ngươi đừng có ở đây nữa hãy ra đi hãy vươn ra hãy ra khơi hãy như một vệt dầu loang để làm bùng nổ tin lành của chúa ta ở khắp cả cái xứ decabolo này và câu số 20 người này đi đồn ra trong xứ decabolo những việc lớn lao thể nào mà chúa đã làm cho mình ai nấy đều lấy làm lạ khi tôi uh, chia sẻ đoạn kinh thánh này với những anh em đặc biệt trong uh, trong uh, mục vụ cai nghiện bắt buộc đó thì tôi nói rằng là trước khi các bạn ra đi trước khi các bạn đồn ra danh của chúa trước khi các bạn về làm chứng về chúa cho người khác thì các bạn cần phải được giải cứu đã bởi vì các bạn không thể làm chứng về chúa khi các bạn còn đang tiêm trích ma túy xì kẻ các bạn còn đang uống rượu cờ bạc rượu chè các bạn chưa được tái sinh chưa được thay đổi thì các bạn chưa thể làm chứng về chúa cho người khác được bởi vì Chúng ta không thể cho người khác Cái điều mà chúng ta không có Phải có mới cho được Phải được thay đổi Phải được biến đổi, phải được tái sinh Còn quý ông Mai Anh chị em Ở đây là những người đã được giải phóng rồi Là những người đã nhận được Tin lành của Chúa rồi Hãy ra đi để làm cho người khác sống lại Hãy đem sự sống tin lành yêu thương của Chúa Đến cho muôn người Câu số 15 dấu hiệu của một người Được tái sinh đó là người đó đang ngồi Đang ngồi như quý vị này không chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đáo người đó đang mặc quần áo như quý vị này chứ không trần chuồng và người đó có trí khôn bình tĩnh chứ không không bờ lô sen phen ngáo ngáo ngơ ngơ một người được tái sinh ở trong câu số 18 dấu hiệu của người được tái sinh là muốn ở gần chúa muốn thờ phượng chúa thích ở gần chúa thích hầu việc chúa và dấu hiệu của người được tái sinh ở trong câu 19 và câu 20 đó là thích nói về chúa thích thuật về chúa thích đồn về chúa họ không muốn yên lặng Họ muốn vươn ra, ra khơi Chúng ta sắp sửa có một cái kỳ đại hội ở đây Vươn ra và ra khơi Và theo tôi được biết là Cái xuân yêu thương với festival vừa của Franking Graham Đó là ngày 3, ngày 4 tháng 3 Chúng ta phải làm một vụ anh rê Tâm vấn chăm sóc từ ngay bây giờ Chúng ta phải có tinh thần vươn ra, ra khơi Làm cho người khác sống Chia sẻ về quyền năng của Chúa Không thể nín lặng giữ điều đó cho mình được Buổi sáng nay tôi công bố Đức tin ở trong danh của Chúa Ở trong lời của Chúa Ma quỷ Satan sẽ bị thất bại trên đời sống của quý ông bà anh chị em Chúng ta sẽ sống động, sẽ làm cho người khác sống Chúng ta sẽ ra đi, giao truyền danh của Chúa, lời của Chúa Và tôi đảm bảo rằng cái khải tượng của Hội Thánh Văn Thánh sẽ đạt được Sẽ sẽ lên nhiều tầng, sẽ lên nhiều suất nhóm, sẽ có tầng lửng nhóm Cả hàng ngàn người sẽ đến đây Nhưng mà một người không làm được điều đó Mà mỗi một chúng ta phải dự phần trong tinh thần đó Hãy làm cho người khác sống Amen, xin Chúa ban phước cho anh chị em Hallelujah quý thính giả xem nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày xin cảm ơn